Nước Mỹ đang trải qua đợt giá rét vì khối không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống, bao phủ một khu vực rộng lớn của quốc gia này. Mạng xã hội Mỹ đang lan truyền một đoạn video clip về một người dân sống tại bang Montana. Người này cầm một xong nước sôi tung lên trời và ngay lập tức giá rét đã khiến cho nước nóng biến thành tuyết. Nhiệt độ tại bang Montana đang dao động ở quanh mức là âm 18 đến âm 26 độ C. Ở một số khu vực thì giá rét còn nghiêm trọng hơn do có gió thổi tới gần 100 km/h. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo người dân cần hạn chế ra phía bên ngoài. Việc tiếp xúc với thời tiết lạnh như vậy mà không được bảo vệ đầy đủ có thể khiến cho cơ thể bị tê cóng chỉ sau vài phút.